Ngành của ta, ngành y tế vinh quang biết bao, dù có khó khăn, anh chị em ta vẫn thấy tự hào. Ta đi khắp nơi, gìn giữ muôn sức sống dạt dào, vượt bao gian khó, ta tiến lên không quản gian lao. Cuộc đời ta gắn bó với nghề nghiệp ta, không phai nghề của ta như hoa thắm tươi đón chào xuân mới. Vì tổ quốc ta quyết đứng lên giữ lấy đất trời, nguyện hiến dâng khối óc trái tim cho đời đẹp tươi. Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, em xin kính chúc các quý thầy cô, các đàn anh, đàn chị và các bạn đồng nghiệp cùng toàn thể những ai đã, đang và sẽ đứng trong hàng ngũ y tế của Việt Nam luôn luôn được mạnh khỏe, vạn sự như ý, luôn luôn là những chiến binh áo trắng chiến đấu ngoan cường trên mặt trận bảo vệ sức khỏe của nhân dân.